Xin chào các anh chị. Sinh ra trong cuộc đời này ai cũng muốn làm chủ, nhưng thực tế thì làm chủ cũng không hề sung sướng gì. Vậy thì nếu mà ai làm chủ thì còn ai làm thuê nữa, thì dứt khoát phải có người làm thuê, phải có người làm chủ. Và bản chất là chẳng có ai sướng hơn ai cả. Nếu làm chủ mà dốt thì cũng rất là khổ. Nếu mà làm thuê mà chúng ta làm tốt thì chúng ta vẫn sống hạnh phúc như thường. Nhưng cái khó nhất trong cuộc sống này là nếu chúng ta đi làm thuê thì chúng ta lựa chọn cái doanh nghiệp như thế nào để chúng ta cống hiến và chúng ta hạnh phúc trong cái doanh nghiệp đó. Thì hôm nay tôi nói về cái chuyên đề là cách lựa chọn doanh nghiệp để chúng ta làm thuê. Vậy thì bắt đầu chúng ta phải định vị được bản thân là chúng ta đang ở đâu cái đã, thì chúng ta mới biết lựa chọn doanh nghiệp. Thì phần đầu tiên là tôi đánh giá về mặt nhân sự, tức là đánh giá về mặt bên trong đấy, tức là nhìn vào mình. Các bạn đầu tiên các bạn phải nhìn vào mình, tức là bước 1 là nhìn vào mình. Vậy thì phải kiểm tra xem mình có gì. Thì bắt đầu con người ta có bằng này cái hệ mà các anh chị phải để ý. Một là hệ tư tưởng. Hai là hệ tư duy. Ba là hệ công cụ. Bốn là hệ vận hành. Thế thì trong bằng này hệ thì người đi lao động làm thuê chẳng hạn, thì bắt đầu mình có cái hệ nào trước? Thì chia sẻ các anh chị, việc đầu tiên là các anh chị phải có cái hệ tư tưởng trước, là các anh chị biết chính xác mình muốn gì ở doanh nghiệp đó. Tức là khi chúng ta đến một doanh nghiệp thì chúng ta muốn cái gì ở doanh nghiệp đó. Thì phần lớn mọi người đi làm là chỉ em muốn có việc làm, em muốn có thu nhập. Nhưng cái này nó chỉ là những thứ chung chung. Vậy thì muốn gì thì tôi sẽ chia sẻ đầu tiên để các bạn thấy là muốn gì. Vậy thì chúng ta nhìn lại ba cái hệ tiếp theo: tư duy, công cụ và vận hành. Thế thì khi mà người đi làm thì việc đầu tiên là trong quá trình đây là quá trình muốn gì đây này, thì người đi làm việc đầu tiên là họ phải đi học. Một là họ học công cụ để làm việc. Ví dụ muốn bán hàng thì các anh chị phải có cái công cụ như là cái kỹ năng tele sale, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt sale, phải biết làm hợp đồng, phải biết làm báo giá, rồi là phải biết gửi email, vân vân. Đấy, thì cái này gọi là học công cụ. Sang sau khi học được cái công cụ sang, cái lớp thứ hai mà các anh chị mới học được sang cái hệ gì? Hệ vận hành. Tức là bắt đầu là đi làm thuê thì bắt đầu nhìn thấy người trước họ làm cái công cụ này ứng dụng vào đâu thì mình cũng ứng dụng theo vào đấy, tức là làm theo người trước. Họ có thành công hay chưa thành công thì mình chưa bàn, nhưng khi các anh chị đi làm thì các anh chị thường học về theo họ cái đã. Sau đó đến cái nấc thứ ba là cao hơn, là hệ tư duy. Thì bây giờ các anh chị mới biết là có công cụ này ta dùng vào đâu, để nhằm mục tiêu gì, thì cái này sử dụng gì, sử dụng công cụ. Và cái này nó phải phân biệt ra giữa hai người thông minh và trí tuệ. Người thông minh là học công cụ rất là nhanh, tiểu xảo rất là tốt. Nhưng đến khi mà ở cái tầm cao hơn là sử dụng vào những chỗ nào mà nó tối ưu để nó bật được lên, thì cái này phải là trí tuệ thì mới biết sử dụng công cụ được. Thì nó mới chia làm ba lớp như thế này. Thế thì khi sinh viên ra trường thì mới có được cái hệ gì ạ? Hệ công cụ, thậm chí còn chưa có. Bắt đầu học hệ công cụ. Xong bắt đầu với được vào làm, học cái hệ vận hành, bắt đầu với sử dụng công cụ. Nếu có cả ba cái này rồi thì cộng với hệ tư tưởng là họ muốn cái gì từ ba cái này. Vậy thì chúng ta mới thấy là mỗi người có một cái muốn ở từng thời điểm khác nhau. Khi đi làm thuê, bắt đầu đi làm thuê thì em muốn gì? Học. Em muốn trải nghiệm. Em muốn chọn một đơn vị gì để sử dụng hết trí tuệ của em. Em có cái đất để em diễn. Thì cái này là sử dụng công cụ. Vậy thì từ đây chúng ta mới thấy, nếu như bạn ở cái này, tôi gọi là nếu có hai cái này thì tôi gọi là bạn đang ở giai đoạn 1. Mà đã là giai đoạn 1 thì bạn muốn, đầu tiên tư tưởng của bạn muốn có hai cái này, gọi là giai đoạn 1. Vậy thì bạn vào doanh nghiệp để học. Còn nếu bạn có cả ba cái này rồi, tức là cả hệ tư duy, hệ công cụ, hệ vận hành, thì có cả ba cái này rồi, thì bạn muốn vào doanh nghiệp để gì ạ? Để cống hiến. Thế thì nó mới chia ra hai lớp. Một chú đi làm để mong học, một chú đi học, đi làm để mong cống hiến. Từ cái cống hiến đấy thì bắt đầu tiền của ông chủ nó rơi vào các chú, để các chú hưởng thụ cao hơn. Thì đấy là hai cái lớp này. Vậy thì từ đây chúng ta mới thấy là người đi thuê làm thuê, thì từ đấy thì chúng ta có được cái ý chí để lựa chọn doanh nghiệp. Vậy nếu mà bạn ở giai đoạn 1, bạn nên lựa chọn một cái doanh nghiệp mà có trưởng phòng quản lý của bạn phải gì ạ? Phải giỏi chuyên môn. Đấy. Nếu bạn hướng tới trưởng phòng và giỏi chuyên môn
thì đây mới là anh quản lý trực tiếp và đào tạo cho bạn cơ mà. Thế thì không cần công ty to hay công ty nhỏ, lớn hay bé, mà chúng ta cứ chỗ nào có trưởng phòng chuyên môn giỏi thì chúng ta phải tin đấy. Và vô hình chung là sau 1-2 năm các anh chị đã có học được cái gì? Công cụ và vận hành. Và thậm chí có những anh chuyên môn giỏi mà lại cộng thêm cái này nữa, hệ tư duy tốt nữa là anh học được rồi, ngon. Thế thì nếu giả sử mà ngon như thế này thì bắt đầu sang đến cái giai đoạn 2, là cái giai đoạn 2 là giai đoạn cống hiến để mà có thu nhập cao hơn, thì các anh chọn ông chủ gì? Ông chủ tốt. Sang đến đây là phải chọn ông chủ tốt. Vậy thì thế nào là ông chủ tốt? Thì tôi chia sẻ hiện nay có hai cái dòng ông chủ. Một cái dòng ông chủ là họ kinh doanh quá lâu một sản phẩm và không có sự sáng tạo, họ không thay đổi phương thức vận hành, dẫn tới là cái thứ mà sức mạnh lớn nhất, sức mạnh cạnh tranh lớn nhất của ông chủ này đó là giảm giá. Mà nguyên tắc giảm giá mà cái sản phẩm không có gì đột phá thì cái cách duy nhất của họ, họ gì? Ép lương của nhân viên, họ bóc lột cái sức lao động của nhân viên để làm giảm giá thành, và họ lấy cái giá thành đó làm cái chiến lược để cạnh tranh. Và ông chủ này thường sử dụng chiến lược giá để cạnh tranh. Và để cạnh tranh được, khi mà ông không có cái gì đổi mới cả thì cái cách duy nhất là ông bóc lột sức lao động của anh em. Vậy thì nếu mà phục vụ cho ông chủ này thì các bạn không bao giờ mong chờ được các bạn là người có cái cơ hội được chia sẻ cái lợi nhuận tốt đâu. Bởi vì ông càng bóc lột các bạn càng nhiều, càng tốt. Và đây các bạn nhìn thấy ngay, nhận diện thấy ngay ở ngoài đời có những ông chủ rất giàu có, nhưng hệ thống ekip của ông ấy đi cùng, có đến làm với ông hàng chục năm vẫn cứ nghèo nàn. Thì đó là cái lý do mà các bạn nhìn thấy ngay. Vậy các bạn mong chờ gì cái ông chủ này? Chả có gì để mong chờ. Nếu như cái anh mới vào làm để mà học thì được, chứ còn nếu mà vào cống hiến để mong rằng chia sẻ chúng ta cùng sống chung trong hạnh phúc, chia sẻ cái lợi ích đó thì đừng có mong chờ. Và có những ông chủ thứ hai là mẫu người họ rất là sáng tạo, họ liên tục thay đổi cái chiến lược về mặt sản phẩm, về mặt thị trường, về cách vận hành, và họ thay đổi liên tục như vậy thì họ không sử dụng chiến lược giá để làm cạnh tranh, mà họ sử dụng chiến lược về mặt dịch vụ, chiến lược về mặt cung cấp cái sự khác biệt về mặt sản phẩm để tạo ra sự cạnh tranh. Thì thường những cái công ty này tạo ra những cái thu nhập đột phá hơn. Và cái thu nhập này của ông chủ thì tất nhiên cũng chia làm hai loại ông chủ. Có loại ông chủ mặc dù doanh thu đột phá nhưng vẫn không chia cho nhân viên. Còn cái nhóm ông chủ thứ hai là cái nhóm ông chủ mà tốt bụng, tức là nghỉ, có thu nhập cao thì ngay lập tức thưởng cho anh em cao. Và các anh chị nhìn thấy ngay, có những ông chủ họ bình thường thôi nhưng mà hệ thống ekip đi theo họ rất là thành công, ai cũng có cái điều kiện gọi là giống như là tôi mà được bắt cơm thì các chú cũng được bắt cháo ấy. Thế còn nếu mà trong cái trường hợp rất nhiều ông thì tôi được bắt cơm mà các chú chỉ được mấy hạt gạo thôi, thì cái trường hợp này cũng xảy ra rất nhiều ở Việt Nam. Và chúng ta nhìn thấy ngay, thường thì ông chủ ở nhóm 1 là ông chủ lấy giá để làm cạnh tranh, làm sức mạnh cạnh tranh. Còn ông chủ thứ hai lấy sự sáng tạo, giá trị cho khách hàng để làm cái sức mạnh cạnh tranh. Thì hai cái nhóm này nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì nếu các chú mà đã rơi vào cái giai đoạn mà trở thành một cái giai đoạn 2, tức là các chú trở thành những người gì có đầy đủ hệ thống công cụ vận hành và tư duy, mong muốn tìm một ông chủ để cống hiến, thì các chú phải thẩm định ông chủ. Nhưng thường các đồng chí hay thẩm định một doanh nghiệp, cứ nhìn thấy doanh nghiệp to, doanh nghiệp ấy bề thế để chúng ta lựa chọn mà quên đi mất cái thứ to đó là của ông chủ chứ không phải là của chúng ta. Vấn đề chúng ta đến đây cống hiến cho ông ấy thì ông ấy có ghi nhận sức công sức của chúng ta không, và công sức ấy được trả bằng cái gì, thì các anh chị căn cứ vào cái mục tiêu mong muốn của các anh chị thì các anh chị lựa chọn. Và tôi chúc cho các anh chị khi bắt đầu đi làm thuê thì chúng ta có cái tư duy rõ ràng là đi từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, và khi sang giai đoạn 2 các anh chị dứt khoát phải tìm được ông chủ tốt. Và một trong những cái điều kiện của người đi làm hạnh phúc đó là có được ông chủ tốt. Và tôi hy vọng rằng sau cái chia sẻ này các anh chị sẽ có góc nhìn tốt hơn, và đặc biệt là các ông chủ nếu nghe được chuyện này cũng có cái góc nhìn tốt hơn để chúng ta mong muốn rằng chia sẻ cái quyền lợi của chúng ta cho nhân viên để giúp cho toàn bộ công ty hạnh phúc, đoàn kết và nhìn về cùng một hướng. Xin chúc các anh chị có cuộc sống hạnh phúc. Xin cảm ơn.